Nghe bà cô bảo mít này bao ngon, chàng trai bổ ra thì thấy cảnh mù mắt. Theo đó, khi đi ngang qua quầy bán mít, thanh niên được bà cô dụ dỗ với những lời ngon mật ngọt, bảo rằng quả mít này hình thức đẹp hết nước chấm, chắc chắn bao ngon bao ngọt. Thấy vậy, chàng trai liền xuống tiền để rước nàng về dinh. Thế nhưng khi về nhà và bổ ra xem thì chỉ biết khóc thét, vì bên trong ôi thật đau xót làm sao. Quả mít mặc dù bên ngoài rất đẹp, thế nhưng bên trong lại là mít đặc, không hề có hạt và cũng chẳng có muối nào luôn. Thoạt nhìn qua, nhiều người còn tưởng đây là quả sa kê, một loại quả khá giống mít nhưng bên trong không có muối như ở clip trên. Đoạn video của nam thanh niên sau khi đăng tải đã làm nhiều người bật cười mà để lại những bình luận hết sức hài hước. Này là cây mít đi đêm với cây sa kê tạo ra quả này đây. Vỏ thì của mít nhưng ruột lại rất sa kê nha. Đúng như cô chủ quán bảo, mít này không hạt bao ngon rồi còn gì nữa. Nhưng cô quên không nói, mít này cũng không hề có muối luôn. Bảo chủ nhà cây mít này ở đâu thì chặt bỏ luôn, chứ để vậy làm chi mất công tưới nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.